Điều kiện để Arsenal mua thêm tân binh. Phát biểu trên kênh NBC Sport, ký giả David Osten đã tiết lộ Arsenal vẫn đang ấp ủ chiêu mộ thêm tân binh ở phần còn lại của phiên chợ hè. Cụ thể, theo nhà báo người Anh, vị trí mà pháo thủ ưu tiên trong những ngày tới là một cầu thủ tấn công chạy cánh. Nhiều nguồn tin báo cáo là Cody Gakpo của PSV. Động cơ cho việc làm này đến từ việc Arsenal sẵn sàng để cho Nicolas Pepe ra đi trong bối cảnh họ chấp nhận lỗ nặng ở thương vụ này. Ngoài ra, Osten còn nói thêm, Arsenal vẫn đang duy trì sự quan tâm đến Yuri Tielemans và Leicester City cũng sẵn sàng bán anh, nhưng điều này phụ thuộc vào chuyện Arsenal phải thanh lý được người thừa trước đó. Mới đây, một câu lạc bộ khác đến từ Premier League cũng tham gia vào thương vụ Cody Gakpo. Cụ thể, theo Cost Offside, dẫn nguồn từ Foot Mercato đã cho hay, đội bóng Nottingham Forest đã quyết định đưa tài năng người Hà Lan vào danh sách mục tiêu của mình. Ngoài Pepe, Arsenal đang cố gắng đẩy đi Ashley Maitland-Niles, Hector Bellerin, Pablo Mari và Lucas Torreira. Động thái này sẽ giúp cho pháo thủ cắt giảm được hơn 19,5 triệu bảng tiền lương và tạo điều kiện để cho Edu tự tin đàm phán với các đối tác. Báo cáo cũng nói thêm, một ưu tiên của Arsenal trong hè này là gia hạn với Bukayo Saka. Vào tháng 3 vừa rồi, tờ The Sun đã tiết lộ Arsenal sẵn sàng trao hợp đồng mới trị giá 125.000 bảng một tuần cho Saka. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hợp đồng mới vẫn chưa được công bố. Saliba có thể đổi sang áo số 2. Trung vệ William Saliba đã mặc chiếc áo số 2 tại Marseille mùa trước, nhưng anh đã chọn số 12 ở Arsenal thay vì chiếc áo số 2 do Hector Bellerin đang đảm nhận. Saliba đã mặc số áo này trong ngày ra mắt Premier League và nhận ngay danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong bối cảnh Bellerin đang đề nghị ban lãnh đạo pháo thủ chấm dứt hợp đồng để gia nhập Real Betis, tờ ESPN tin rằng Saliba có thể trở lại với chiếc áo số 2 như anh từng mặc ở Marseille. Cựu cầu thủ Kevin Campbell trao đổi với TalkSport về vấn đề này. Tôi hy vọng Pablo Mari và Bellerin sẽ rời đi. Bellerin là một cầu thủ tốt nhưng không có ích gì khi giữ anh ấy cho đến hết hợp đồng. Saliba cũng muốn chiếc áo số 2 của mình. Nó là một trong những cách lý giải điều đó phải xảy ra. Trong quá khứ, người hâm mộ Premier League đã chứng kiến điều tương tự xảy ra ở mùa trước khi Cristiano Ronaldo từ Juventus chuyển sang MU những ngày cuối tháng 8. Thời điểm đó, Edinson Cavani là người đang khoác áo số 7. Nhưng sau đó, anh đã nhường lại số áo này cho CR7. Sau đó, Cavani đã đổi sang số áo 21 khi mà Daniel James được bán cho Leeds. Arsenal đã đúng khi từ bỏ Lisandro Martinez. Theo tờ Wall cho biết, ở mùa hè vừa qua, Arsenal đã gửi đề nghị 35 triệu bảng đến Ajax cho trường hợp của Lisandro Martinez. Tuy nhiên sau cùng, tuyển thủ Argentina đã chọn MU làm bến đỗ tiếp theo. Cụ thể, mức phí quỷ đỏ phải bỏ ra cho vụ chuyển nhượng là 56,7 triệu bảng. Theo quan điểm của Tribal Football, Arsenal đã sáng suốt khi không bỏ tiền mua Martinez. Rõ ràng, mới chỉ là một trận khởi động của mùa giải, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Saliba và Zinchenko xuất sắc hơn nhiều so với màn ra mắt của Martinez hôm Chủ nhật. Brighton đã ghi 2 bàn vào lưới thầy trò Ten Hag và Martinez được cho là khá may mắn khi không bị thổi phạt đền. Martinez sẽ cải thiện, anh ấy không quá tệ, nhưng Arsenal hiện đã tung Saliba và Zinchenko vào sân. Đó là cầu thủ đã được kiểm chứng ở Premier League. Trên thực tế, họ không chi quá nhiều tiền cho hai bản hợp đồng này so với những gì MU đã bỏ ra cho Martinez. Pablo Mari chắc chắn rời Arsenal. Theo tiết lộ từ nhà báo Romano, trung vệ Pablo Mari chắc chắn sẽ chia tay Arsenal trong hè này. Trao đổi độc quyền với Cost Offside, ký giả Ý đã chia sẻ. Arsenal đã nhận được một lời đề nghị mới dành cho Pablo Mari. Hellas Verona đang đưa ra một thỏa thuận dài hạn, trong khi Monza đang thúc đẩy bản hợp đồng cho mượn với điều khoản mua đứt bắt buộc. Quyết định dự kiến sẽ sớm được đưa ra, nhưng Mari 100% sẽ rời Arsenal vào mùa hè này. Romano chia sẻ về Tielemans. Mặc dù vẫn là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên vẫn chưa có đội bóng nào chính thức gửi đề nghị cho Yuri Tielemans. Nhận xét về cầu thủ này, chuyên gia Romano đã chia sẻ. Chưa có lời đề nghị nào được gửi tới Leicester cho Yuri Tielemans. Tình hình vẫn vậy và thậm chí cầu thủ này vẫn đang chờ các bước tiếp theo. Arsenal vẫn quan tâm đến tuyển thủ Bỉ và sẽ cần một đề xuất chính thức. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rất ngạc nhiên khi chưa có ai đưa ra lời đề nghị. Bởi tôi nghĩ một cầu thủ như Tielemans lại ở năm cuối hợp đồng sẽ là một cơ hội đáng kinh ngạc cho các câu lạc bộ hàng đầu chiêu mộ với giá rẻ. Chắc chắn sự ra đi của Lucas Torreira đến Galatasaray sẽ mang lại cho Arsenal 6-7 triệu euro cộng với phụ phí và điều đó có thể giúp tài trợ cho một bản hợp đồng mới.
Arsenal gửi đề nghị cho Jeremy Pino. Theo tờ AS, Liverpool và Arsenal được cho là hai cái tên gửi đề nghị chiêu mộ Jeremy Pino của Villarreal. Theo đó, tàu ngầm vàng đang hét giá tài năng 19 tuổi lên tới 80 triệu euro để phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, họ sẽ cân nhắc nhả người nếu nhận được một con số đủ tốt. Jeremy Pino chủ yếu thi đấu trong vai trò chạy cánh ở mùa trước, đúng với vị trí Arsenal đang cố gắng bổ sung. Các báo cáo tiết lộ, giám đốc thể thao Edu đã ấn theo dõi công ty đại diện của Pino trên Instagram vào tuần trước. Ngoài ra, pháo thủ cũng được cho đang quan tâm đến cầu thủ chạy cánh Pedro Neto của Volvo. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền đạo người Bồ đang được định giá vào khoảng 32 triệu euro. Arsenal từ bỏ Moussa Diaby vì mức phí trên trời. Theo tiết lộ từ ký giả Ben Jacob, thông tin Arsenal muốn chiêu mộ Moussa Diaby là hoàn toàn chuẩn xác. Tuy nhiên, vụ việc này đã xuất hiện từ khá lâu. Cụ thể, cầu thủ của Leverkusen từng được coi là một trong những mục tiêu được pháo thủ ưu tiên hồi đầu phiên chợ hè. Thông qua Cost Offside, nhà báo Romano cũng đã xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, câu lạc bộ nước Đức không đồng ý chia tay ngôi sao của mình với giá dưới 55 triệu bảng. Cựu danh thủ MU ngậm ngùi ca ngợi Arsenal. Trong buổi phỏng vấn mới nhất với đài Sky Sports, cựu danh thủ của Man United, Gary Neville đã phải thừa nhận rằng Quỷ Đỏ đang tỏ ra thất thế hơn so với Arsenal trong cuộc đua top 4. Tôi sẽ nói là United giống như có ai bảo tôi dự đoán về top 4, nhưng đó là trái tim tôi mách bảo như vậy, chứ không phải lý trí. Ở thời điểm hiện tại, Arsenal sẽ là đội bóng ở vị thế tốt hơn chúng tôi, ít nhất là về sự ổn định ở trong đội hình. MU đang ở tình thế chưa chốt xong chuyển nhượng và có một ngôi sao có thể ra đi. Vì vậy, lý trí của tôi sẽ phải chọn Arsenal nếu như bạn hỏi tôi về top 4. Gabriel Jesus nên ghi được 20 bàn mùa này. Theo chia sẻ từ cựu OV Arsenal Mikel Sivet, tân binh Gabriel Jesus nên nhắm tới mục tiêu ghi tối thiểu 20 bàn thắng ở Premier League trong mùa này. Đối với Sivet, người đã giành được 10 danh hiệu lớn với Manchester United trước khi vô địch 2 mùa giải với Arsenal, Jesus nên nhắm đến một số mục tiêu đáng kể trong mùa giải này. Tôi nghĩ anh ấy nên ghi tối thiểu 20 bàn thắng ở mùa này. Đó là một điều tất yếu vì nó phụ thuộc vào cách anh ấy sẽ chơi ra sao. Rất nhiều thời gian anh ấy chơi ở bên ngoài vòng cấm rồi lại dạt sang trái và phải. Rất nhiều thời gian ở cánh phải, nhưng anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng ở trong vòng cấm. Tôi nghĩ Jesus sẽ hiệu quả hơn nếu ở gần khung thành. Alexis Sanchez gia nhập Marseille. Theo nguồn tin từ nhà báo Romano, sau khi họ mượn thành công Nuno Tavares từ Arsenal, Marseille đang tiếp tục chuẩn bị ký hợp đồng với một cầu thủ nữa, cũng từng là một pháo thủ, đó là Alexis Sanchez theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo đó, tiền đạo người Chile đã đồng ý giải phóng hợp đồng với Inter cách đây vài ngày và anh sẽ sớm đến Pháp để hoàn tất thương vụ theo dạng chuyển nhượng tự do. Hiện tại Marseille đã có một thành tích là sở hữu rất nhiều cầu thủ từng khoác áo Arsenal, đó là Nuno Tavares, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac và sắp tới rất có thể là Alexis Sanchez. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hàng ngày của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và năng lượng. Đừng quên để lại một like, ấn đăng ký kênh nếu như bạn chưa làm điều đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.